sẽ vào phần option trước nhá. Rồi sang phần display. Ở đây để full screen, apply luôn. Cho nó full cái màn hình lên. GTX 1050. Rồi cái này kệ sao đó. Cái này low limit này. Đây để 60 cho nó quen thuộc thì. Là cái gì vậy? Dynamic resolution. Ok đi. Sang đến phần advanced auto config. Ở đây mình sẽ chỉnh sang vòng Very High này. Rồi mình nói lại ở đây một chút nữa nhá. Đó là khi các bạn hiệu chỉnh những cái hệ số ngay bên cạnh các bạn Advanced này, thì ngay bên phải đó là cái phần System Information ở đây. Các bạn có thể thấy được ngay cái các cái hệ số phần cứng của các bạn. Và các bạn có thể hiệu chỉnh dễ dàng sao cho nó phù hợp nhất với cái máy tính của các bạn. Thì tốt nhất là mình cứ khuyên các bạn cho nó mắc hết cỡ lên chơi cho là sướng đúng không nào. Ở đây mình sẽ cho cái này Ultra này, thì chỉ hai cái thanh này vẫn còn. Ở đây là mình sẽ tiếp tục tiếng gì đó Ultra. Ủa cái này thì quá rồi. Texture không nổi rồi. Texture là cái phần khử răng cưa thôi vậy. Làm cho cái hình ảnh của bạn sắc nét hơn rất là nhiều. Có rất nhiều cái rất nặng ở đây. Game này siêu nặng ấy. Không phải đơn giản đâu. Rồi, phần mouse sensitivity thì có lẽ là sẽ để tầm tầm đấy thôi. Ồ, combo kìa, chết đâu. Analog addition. Basic. Ok, đại khái là như vậy. Xem phần di chuyển nào. W, A, F, D, Spec, Mau Up, Q, Lip, Shift, G, E. Không quá nhiều nút. Đó là về phần di chuyển. Còn tiếp theo đó là phần chiến đấu. E, Spec, Q, C, R, F, L, S, W, A, F, D, G. Ủa, sao nhiều thế. Vừa nhìn bên kia đang sướng tưởng game dễ chơi. Hai dè, bên này một đống nút luôn. Cone Flow, Cone Mau, Surround Dominance, Shadow Try Q, Shadow Try. Nói chung là các nút tấn công Z, W, Z, X, E. Nói chung game này chất lượng. Học thuộc những nút này cũng đáng để chơi game đấy. Các bạn yên tâm, đây là một những siêu phẩm của 2017 đấy. Ủa bên này cũng nhiều không kém luôn. Ending, Sprint, Eat. Ăn này, F này. Move Forward, Runger, Fireball. Ôi, di chuyển với kép chủ yếu với kép, ôi. Kép A, D, G, E, Spike. Khiếp nhờ, ôi. Cái gì thế này? Kinh dị các bạn ơi. Game này cảm giác khi mà chơi chúng ta điều khiển các cái nút này. Tưởng chừng nó được lập trình cho như kiểu chúng ta sống ở trong thế giới game đó vậy. Quá nhiều nút luôn, cực kỳ nhiều nút luôn. Mỗi cái chế độ khác nhau lại có một cái hệ thống nút khác nhau. Ui, kinh điển, thực sự là siêu kinh điển. Mọi chi tiết đều được lập trình các cái nút có thể nói là chi tiết nhất để cho các bạn có thể nói là cảm nhận được mọi ngóc ngách của cái tựa game này. Sao cho cảm giác nó, mình nghĩ là mọi cái phần hành động thì nó sẽ thật nhất. Kinh khủng. Sau tất cả thì các bạn ấn apply đây nhá. Sau spec 3 các kiểu. Ok, back. Chúng ta sẽ start a new game. Start thôi. Đây rồi. Tận tay cảm nhận cái siêu phẩm này chắc chắn là sẽ rất nhiều cảm xúc rồi. Game hiện tại đang loát. Wow. Thực sự là sau khi xem trước đây thì mình cũng đã từng nghe tin tức về cái tựa game này rồi, nhưng mà mình không nghĩ là cái game này nó lại có crash nhanh đến như vậy. Và sau khi xem cái phần setting vừa rồi, thực sự là bây giờ mình sẽ cảm thấy rất là hồi hộp khi mà được tận tay trải nghiệm cái siêu phẩm này. I had a family once. A wife. Người vợ. This is beautiful. Bông hoa thật là đẹp. Và có con nữa. Mà biến cố xảy ra, gia đình ly tán. Chán rồi. What has happened to me? Chuyện quái gì làm với tôi vậy? Tôi đã chết. You're banished from death. Đúng vậy. Hồn thoát khỏi xác. You're bound together, Talion. My life and yours. Who are you, Wraith?
Và trailer này nó có thể nói là một cái mấu chốt của cốt truyện trong cái tựa game này. Mình thì mình luôn khuyên các bạn là lên xem những đoạn trailer này, bởi vì game này là game offline và nó thường là nó sẽ có những cốt truyện rất là hay. Các bạn nên cảm nhận những cốt truyện đó để có thể cảm nhận được cái phần tinh túy nhất của cái tựa game này. Ui, đợt gì vậy? Died with my family. I thought you wanted revenge. Well, but there is only one way to close the circle. To get them. Ông tròn lần quẩn này lại. The time has come for a new way. Someone. Đồ họa tăm tối. Nhìn là thích rồi, đúng không nào? Nó làm chúng ta gợi nhớ tới cái phong cách của Diablo. Chắc chắn là cực thích luôn. The world of men. Kiếp. Kinh quá đấy, giật cả mình. Ơ, nó giống với kiểu chúa tể những chữ nhẫn nhỉ? Không có nhẫn xịn nhỉ? Không có chữ kìa. Đây rồi, đấu tranh với cả ác quỷ. Đẹp không các bạn ơi? Cái này các bạn phải tận mắt nhé. Chơi game, trải nghiệm game thì các bạn mới thấy được cái độ sắc nét của nó tuyệt vời đến mức độ nào. Kìa, đập nhẫn. Chỉ dẫn một sức mạnh. Ủa. Kìa. Đập văng xác khỏi hồn luôn. The future I have seen cannot come to pass. Đã có chỉ dẫn trong tay. Death calls to you again, Ranger. Bối cảnh này bị chuyển. How do you answer? Nhân vật chắc đang đấu tranh tư tưởng nội tâm. Thoát khỏi một cái gì đó kìm nén. Đây. Hồi ức đẹp của anh ta về người vợ. Talion, this is beautiful. Where did you find it? Đâu vậy? I still have a few friends in Gondor. What's wrong, my love? What's wrong, my love? Sợi ơi. Nothing can be changed. Nếu có lựa chọn nào khác cả. We must leave this place. We can go. Thôi để đi, ngay bây giờ. Mày đã muộn rồi. Chúng ta đã chết. À, buồn vậy. Chắc rồi, đây là một màn đấu tranh tư tưởng nội tâm cực kỳ đau khổ của nhân vật chính của chúng ta. Wake up, Talion. Dậy đây. Lấy cái nhẫn, đeo vào tay. Và sở hữu sức mạnh. Đó, đúng rồi. The Wraith calls to you. I call to you. Wow. Wraith! Cuộc hành trình của chúng ta bắt đầu. Một đoạn intro rất tuyệt vời. Giúp chúng ta hiểu phần nào cốt truyện của cái tựa game này. Bây giờ mình sẽ skip đi và bắt đầu chiến game thôi. Chiến thôi nào, game. Đây rồi, nhân vật chính của chúng ta đây. Trông rất là cool ngầu. Left shift to enter still. Để di chuyển cái kiểu chậm chạp như này. Các bạn đợi tí nhá, để mình chỉnh cái phần sensitivity đã. Nó, ôi, Army Quest Charaster Inventor. Khá là nhiều các bạn ơi. Đợi tí nhá, để mình chỉnh cái phần sensitivity cho nó thấp xuống tí. Chuột hơi nhạy quá. Quay nó nhanh quá. Check 3. Ok. Có nhiệm vụ này các bạn. Game 60GB mà. Chắc chắn hệ thống nhiệm vụ sẽ là vô cùng khủng. Nhưng mà mỗi đội đang bị khóa rồi. Thế thì đéo nào. Marquis game connection to the server lost. We cannot connect to your Hydra. Hydra là cái chợ à? Chợ online à? Như vậy chúng ta sẽ không vào chợ được rồi. Nhưng mà mình tin là chúng ta sẽ mở được cái quest này. Để có thể làm nhiệm vụ trong cái tựa game này. Bây giờ vào lại game đã. Đây. Xiên cho nó một phát. Press chuột trái, chu cựu. Chờ đấy. Ấn phím B để mở cái chức năng. À đâu, cái tính năng. Có lẽ đây các cái skill của chúng ta mà sau này chúng ta sẽ học được. Có rất nhiều skill ở đây. Thông tin về đối thủ nữa à? Cái gì đấy? Sau này chúng ta sẽ có nhiều thông tin nữa.
chơi lâu chúng ta mới có được, chứ bây giờ chưa có gì hết. Có đứa nào đó vẫn đang côn mình. Ẩn phím E để xuống nhé các bạn. Không phải sờ tiêu nữa. Ố phát hiện rồi. Thần chôn Q E 1 2 3 4. Mày khởi động tí nào. Mày đỡ chuột phải, đỡ chuột trái tấn công. Lộn nhào là ấn phím spec. Sao sẽ nhanh nhỉ? Hold left control to grab enemy. Ấn control để giữ đối phương ạ. Và ấn E để run. Ui, cái gì vậy? Cái gì vậy? What the fuck? Oh, 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 oh. Đấy rồi, bắt đầu chiến nào. Ôi, yo, yo, yo. Ồ, đánh cảm giác đá lắm các bạn ơi. Trông rất đam và rất lực. Đỡ, đạp. Ôi, siêu phẩm, thực sự đánh đánh đấm mà thôi cảm thấy phê rồi. Làm sao chạy nhanh nhỉ? Mình cũng có thắc mắc làm sao chạy nhanh trong game này. Ship đi chậm rồi. Tap. À đúng rồi, giữ thí spec chạy nhanh nha các bạn. Ui, à, không sao hết. Chúng ta cực kỳ khỏe luôn. Có lẽ cái điểm vàng trên bản đồ là cái trên màn hình chúng ta có thể thấy ở đây chính là cái nơi mà chúng ta cần tới này. Chiến nào. Yo. Ui, ui, ô. Đánh cả giác phê lắm các bạn ơi. Thực sự rất là đá luôn. Đấy. Vì combo khá là đơn giản, các bạn chỉ cần sử dụng hai phím đó là hai nút chuột để có thể combo và tạo ra các đòn đánh. Ồ, ồ. Ồ, ồ. Đấy, thì chúng ta có thể phối hợp thêm nút ship để có thể tạo ra những cái pha như vừa rồi. Pha last hit. Nhớ lô ra. Oh, spike to sprint, đây rồi. Mình đã tìm ra cái nút đó chưa? Cái gì vậy? Giật cá mình chém luôn rồi. Con nhện các bạn ơi, con nhện. Đây, có một cái đường đi vào đây. Đây rồi. Tiếp nối câu chuyện, chúng ta sẽ phiêu lưu trong một cái hang động này. Rất là rộng lớn, ui nhện nhỉ, kinh quá đi. Toàn nhện là nhện thôi. Ớn nhỉ. Mình mà thấy mấy con này chắc mình chạy mất dép. Linh hồn nó bị giam giữ ở đây à. Đây rồi. Chính là cái linh hồn mà nó được tách ra khỏi anh ra. Đây rồi. Thả nó ra. Linh hồn nó bị giam giữ. Eo ơi. Vãi trưởng. Nhận chúa. Thiết kế nhìn khá đẹp các bạn ạ. Nhưng mà cái gì đấy? Hóa thân thành người hơn được cơ à? Kinh đấy. You will return him to me. Nào. Trả anh ta lại cho tôi. Em bây giờ. Linh hồn. You are brave.
for a man. What the fuck? But it is not your sword that will save him. How much are you willing to sacrifice? Bác không thể dùng thanh kiếm để có thể cứu anh ta được. I have given up everything. Not everything. Not yet. Nồi nhẫn à? You want the ring. Đúng rồi. You would give me the ring. For the ring. Anh phải lấy nhẫn cho tôi. Beside him in your web. I am Sheila. And I deal only. Kinh vậy người đẹp, bình tĩnh nào. I wouldn't give it up either. Ôi. Wait. Time now. Thôi đi nhẫn cho nó. Lấy đi. Mày nhìn vậy, cắt cổ thì khi nào ấy? I'm impressed, Rand. It must mean something to you. Go to your puppet before he dies. À, giữ lời à? Chết rồi, mà nó cần cái ring đó để có thể nó là giữ cái mạng sống hiện tại của nó. Nhập hồn. Trả nhẫn đây. Không yêu đòi quá rồi. Ồ. Con nhện này nó biết cách sử dụng cái nhẫn này, sử dụng sức mạnh của cái nhẫn này. The ring is lost. Mất chiếc nhẫn rồi. Minas Ethel and the Dark Lord's army. Thiệp lừng trắng thế. Look, vua tượng mặt xấu quá. Sauron will not. Không thì chuẩn hot girl ở game rồi. All of Middle Earth is dominated. Này, đừng có đớp nhá. The Palantir must be protected. Thôi, đại khái đến vậy thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục phiêu lưu thêm một chút nữa nhá. Ui, game hấp dẫn quá. Có chuyện giàu, lối đánh khổng. Thực sự là lâu lắm rồi mình mới thấy một siêu phẩm mà mình cảm thấy hứng thú như thế này. Trước thì có Nier Automata. Rồi Titanfall thì mình thấy cũng không quá hấp dẫn. Rồi còn nhiều game khác nữa mà mình quên tên rồi. Tại vì nó không tạo được nhiều cái sự hấp dẫn cho mình. Nhưng mà game này thì lại khác. Nó làm mình run lên ngay từ khi mình download game. Và đặc biệt là sau khi xem cái phần setting xong thì thôi khỏi chê luôn. Một game được thiết kế quá chi tiết, quá tuyệt vời. Công thành này các bạn ơi. Công thành này. Chúng ta sẽ được công thành giống như kiểu trong Rome, cái gì à? Reset of Rome mà trước đây mình từng hướng dẫn các bạn download game. Son of Rome. Reset Son of Rome. Đúng rồi, công thành. Nhưng mà chắc chắn là ở đây công thành Rome thì công thành theo kiểu thời Trung Cổ hay cái gì đó ấy nhỉ. Còn đây là có cả quái vật các kiểu, chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Tới nào, chơi với nào. To do something. Taking out the captain should buy the Gondorians some time. And they could lead us to the Palantir. We must find a worm. Nói nhiều quá. Nhảy từ đây xuống à? Cun ngầu vậy. À, có linh hồn của ông kia hỗ trợ. Ôi. Có cái linh hồn này phối hợp cho nên chúng ta sẽ có nhiều combo rất là nhiều các bạn ơi. How are you interested? Warm. Các bạn có thấy hơi mờ giống mình không nhỉ? Mình thì thấy hơi mờ rồi.
phải ở đây đâu nhỉ? Ở đây, ăn pan cơ mà. Mọi thứ đều như cũ mà sao mình lại thấy cảm giác hơi mờ đi nhỉ? Một texture này là hợp lý nhất thì nó lại không chỉnh được. Chém à, đâm ra. Có lẽ đây là khung cảnh quá lớn cho nên là cái máy của mình nó không render nổi, cho nên nó có tình trạng mờ như thế này. Cái bản crack thì mình không nghĩ là nó bị ấy đâu, bị hỏng đâu. Nãy chơi rất mượt mà. Có lẽ là khu vực xung quanh này quá rộng lớn cho nên là mới bị như vậy. Chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc cái này và kiếm một khu nhỏ nhỏ nào đó để có thể chơi tiếp rồi. Đi đâu nhỉ? Đi hướng nào đây? OE to interface the worm. Bật bản đồ lúc nào ra? Đây rồi, ẩn phím V nha các bạn. Mình thấy cái thằng màu xanh kia giống với cả cái yêu cầu phím E rồi. Hello motherfucker. Did I just hear something? Una. Who leads the search for the Palantir? Tra tấn và thu thập thông tin. Cái gì nữa đây? Chế độ gì nữa đây? Trời đất ơi! Hấp dẫn quá vậy. Sao lại hấp dẫn được như vậy cơ chứ? Mấy thông tin. Ôi ơi. Vãi vậy. Đây rồi. Thông tin về tên bẩn bựa đây đây. How Drang Rostor. Quan sát. Ôi được, cool ngầu, được chưa nào. Nhân vật đầu tiên nó xuất hiện. Chúng ta còn phải tìm nhiều nhân vật bí ẩn nữa ở đây. She's in the lower city. Then he will go no further. Ghét quá, bị mờ. Tiếc ghê. À, bắn trộm mình vậy. Ở đây có một đứa nữa, chúng ta có thể tra khảo và hỏi thông tin. Ok, xong rồi. Ui. Damn. Rồi, mục tiêu chúng ta bây giờ là 300 feet nữa. Mở quá, thực sự khó chịu các bạn ạ. Hay là do cái hiệu chỉnh khung hình của mình nhỉ? Để mình thử lại phát. Lại không có cái số bao nhiêu nhỉ? Cái số 1610 ở đây ta. Vẫn vậy, vẫn mở. Còn như không vẫn thua. Vậy là không liên quan lắm đến cái phần cấu hình resolution ở đây. Nó phải có một nguyên nhân nào khác dẫn đến cái tình trạng này. What the fuck? Cái gì đấy? Một con chuột cấm. Chiến nào? Man filth! It's the Gravewalker! I thought he was dead! He is! À, cung rồi các bạn ơi. There'll be plenty of man filth.
filth left. Hold and arm the bow. Select to fire. Okay, yo. Change the shot. Longer more there. Khỏe vậy, ăn một tên không vấn đề gì à? Âm nhạc khá là hấp dẫn, cái gì vậy? The Palantir is a powerful artifact. If we were to possess it, we could turn the tide. À, dấu vết. Link gì đây? WASD phù hợp với cả nút chuột. Bring the try into focus. Đây rồi. Gì đó? Cố gắng mà sao đéo qua được cái đoạn này ta. Kép ASD di chuyển có cái nút chuột nữa. Đây rồi. Giữ cả bốn phím luôn nhá các bạn nhá, giữ cả bốn phím với kép ASD dí chuột dí luôn á, sau đó click chuột và di chuyển chuột là được. Đây rồi, nó dẫn chúng ta đi đâu ấy. Mở quá, thực sự mình khó chịu. Các bạn đợi tí nhá, để mình thử ra mở cái chế độ cửa sổ xem thế nào. Nó có đỡ hơn không? Ui. Vãi trưởng ạ. Bé như cái lỗ mũi vậy. Sled xem ra nó vẫn mở tịt như vậy các bạn ạ. Khó chịu ghê nhở. Không nhớ bản crack lại không hoàn hảo à. Khá hơn một chút các bạn ạ. Vậy để mình làm lại cái đoạn này coi. Khá hơn một chút các bạn ơi. Đây rồi, để mình chỉ cho các bạn cái đoạn này. Thì ở đây các bạn hãy ưu tiên cái phần đó là đâu nhỉ? Đây này. Cái dynamic resolution các bạn đều off xuống nhá. Mắt cái speed này thì các bạn cho nó cao lên. Ở đây mình sẽ chỉnh 240 xem sao. Xem nó khác nhiều không. Đúng rồi, chỉnh cao lên cái này vào mờ tịt luôn. Vãi trưởng thật. Không có gì, nãy đầu tiên lại chỉnh nó xuống tầm tầm. Tắt cái này đi các bạn nhá. Off đi này, cái phần dynamic resolution này. Tắt nó đi nhá. Apply. Đúng là như vậy. Nếu các bạn xem video của mình thì có lẽ các bạn cũng sẽ khó nhận ra, nhưng mà nếu mà các bạn ở trong
down game về và trải nghiệm thử game thì các bạn sẽ thấy hiệu quả của việc nó tắt cái quần nợ đi. Hình ảnh bây giờ sắc nét rất là nhiều. Rồi, bây giờ thì trải nghiệm game của mình có lẽ sẽ thoải mái hơn trước rất là nhiều. Đỡ khó chịu hơn. Không còn mờ như lúc nãy nữa. Mất dấu rồi. Alo. Lại được rồi. Cái gì đấy? Là cung tên à? Em sẽ quay lại à? À lấy cung tên. Ghê không? Leo được mọi chỗ như Assassin's Creed vậy. Yeah. Hold to arm and press the quick shot. À, bắn tên. Ok, fine. Chờ đấy. Lại cái đường đi tiếp rồi. Để tên nào. Khung cảnh tí. Khung cảnh xung quanh thì núi non thiết kế thì nói chung là về bố cục thì khá là đẹp, nhưng mà về chi tiết thì mình thấy nó hơi sơ sài những cái chi tiết của cái cây ấy. Các bạn thấy chứ? Nhưng mà không sao, như vậy cũng đủ để có thể nói là làm mãn nhãn các fan hâm mộ rồi. Bây giờ mình chạy vào trong thành. Cái thành này vừa bị công xong ấy. Ấn tím V, đúng rồi, chế độ Assassin's Creed. Mà thôi, có lẽ mình sẽ dừng cái video ở đây thôi, chứ thực sự là nếu càng chơi thì có lẽ là các bạn sẽ càng mất đi những cái thú vị khi mà trải nghiệm game, đúng không? Thì bây giờ thì có lẽ mình sẽ dừng video ở đây. AT4 à? Ui, siêu phẩm, thực sự là siêu phẩm. Được rồi, mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download game rồi và correct cái game luôn rồi. Thì chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn. Trải nghiệm game vui vẻ nhá. Bây giờ mình chơi tiếp đây. Đã ghê.